Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái món hàng có cái giá đặc biệt tại Macy. Đây là một trong ba lần sale lớn nhất một năm của Macy. Nhiều mặt hàng giảm đến 80% và cái giá này thật là lâu mới có được. Bên cạnh đó thì mình cập nhật nhanh là tiệm Bath & Body Works trên đường đi xuống Macy Backstage. Họ đang có một cái giảm giá là mua 3 món thì sẽ được một món free. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Ở đây hôm nay sắp đến cái lễ Mother Day cho nên họ có những cái sale, những cái giảm giá ha. 5 món mà chỉ có 27 đồng ha. Đây thì mình mua 3 được get free one ha. Ngoài những cái phần tặng mua 3 được 1 thì còn có những cái sample đi theo kèm rất là nhiều và rất là dễ thương. Nhân viên ở đây họ dễ chịu và họ hay tặng thêm quà cho mình lắm. Ngoài ra một cái lợi của hội viên Macy Star Reward miễn phí, mình thỉnh thoảng sẽ được có những cái giảm giá là mình mua 50 đồng mình sẽ được tặng một cái gift card của Macy Star Reward miễn phí. Ngoài ra thì mình còn được đổi trả hàng miễn phí. Khi mà mình mở một cái tài khoản với Macy Account miễn phí thì Macy không có tự động đăng ký cho mình vào cái phần điểm thưởng Star Reward, cho nên các bạn hãy vào cái trang Macy của mình và các bạn hãy click vào cái dấu mũi tên đen ở trên này, nó sẽ xuất hiện bên tay trái cho các bạn cái phần mũi tên đỏ tức là Star Rewards. Tại cái điểm này thì các bạn nhấn vào đây và chỉ việc điền số điện thoại và ngày sinh nhật của mình, thì kể từ khi đó mỗi lần mình mua sắm trên cái Macy account này mình sẽ được tích điểm. Cho mỗi lần mình mua sắm thông qua cái trang Rakuten, mình vừa được cái điểm của Macy cứ 1.000 point thì mình sẽ được đổi thành một cái gift card của Macy là 10 đồng để mình mua sắm, mà mình lại được cashback trên trang Rakuten từ 3% cho tới 15-20% tùy theo thay đổi của từng cửa tiệm trên trang Rakuten. Nếu như bạn nào chưa có account với Rakuten thì đăng ký đường link ở đây để mình lấy được 30 đồng miễn phí và luôn luôn lấy được từ 3 đến 15% cashback. Như Sam Club hôm nay họ cho mình đến 10%. Macy thì từ 4% đến 15%. Hôm nay thì ở Macy có một cái máy Magic Bullet. Đây là một cái máy xay sinh tố rất là tiện lợi. Bình thường là 40 thì hôm nay chỉ còn có 19.99 đồng. Máy có động cơ rất là mạnh, chân đế của cái máy thì nhỏ, chống trơn trượt và không tốn diện tích, lưỡi dao xoắn chéo bằng thép không rỉ, chất lượng cao bền. Một bộ 3 cái chảo 8 inch, 9.5 inch và 12 inch, bình thường là 60 thì hôm nay chỉ còn 19.99 đồng tại Macy. Cái beo la nè, cái pha cà phê nè. Mình thích cái này, nó tiện lợi lắm nha các bạn. Bình pha bằng thủy tinh và có cái nút tạm dừng để cho mình lấy cà phê ra xài, sau đó nó tiếp tục pha cho mình. Bình thường cái máy này là 40 nhưng tuần này chỉ còn có 15 đồng 93 sen. Air fryer này nó có chế độ tự tắt nha. Ở trong đây là làm cái lồng này là thép không rỉ stainless steel ha. Cái này thì nó tiện lắm, mình chỉ cần xài có một cái nút này thôi nè. Bình thường là 65 đồng mà hôm nay chỉ còn có 19 đồng 99 sen. Máy này xài ở nhiệt độ 400 độ F vẫn an toàn nha. Một bộ Estee Lauder Skin Care bình thường là 228 đồng thì hôm nay chỉ còn 120 đồng. Đây là bộ skincare hàng đầu của Estee Lauder, mang lại làn da rạng rỡ, căng mọng, dẻo dai, đàn hồi, giúp giảm các cái nếp nhăn. Thường thì mình thấy Estee Lauder và Shiseido thích hợp cho làn da người châu Á hơn là Lancôme thích hợp đối với làn da của người Mỹ. Bên cạnh đó thì Estee Lauder có cái giá thì rẻ hơn là Lancôme. Một bộ 4 cái khăn tắm
bình thường là 54 đồng thì hôm nay là 12 đồng. Tuần trước á, ở Macy họ sale 4 cái khăn này với cái giá 16 đồng. Đây là 4 cái khăn tắm cực kỳ mềm mại, được làm là 100% cotton, có độ thấm hút và độ bền khá là cao nha. Một cái túi đeo đi du lịch có thể đeo qua vai hoặc là đeo ngang hông của Kenico. Bình thường là 62 đồng 50 cent, hôm nay chỉ còn có 17 đồng 99. Túi được làm bằng chất liệu của polyester mềm mượt. Bên trong có một cái lớp lót chống rất hoàn hảo, dễ lau chùi, chất lượng cao. Dây kéo thì chắc chắn, có rất là nhiều ngăn chứa và rất là an toàn khi đi du lịch. Một cái bộ nồi hiệu Imoril, hiệu này mình rất là thích là bởi vì cái bộ nồi này được tráng qua một cái lớp chống dính và nó có một cái độ dày là 3.5 mm. Vì vậy mình có thể nấu hoặc là nướng những cái dụng cụ nấu ăn này trên cái nhiệt độ là 500 độ F vẫn an toàn cho thức ăn và sức khỏe. Ngoài ra thì bộ nồi được làm bằng công nghệ chống dính cao cấp, được cấp bằng sáng chế và có cái lớp nhôm anodized cứng bằng thép không rỉ, cho nên chất lượng rất là bền. Bộ nồi gồm có một cái chảo 11 inch, 10 inch, một cái nồi nấu 1.5 lít và 5 lít. Ngoài ra còn có những cái nắp đậy thủy tinh và những cái vỉ nướng, những cái muỗng stainless steel và dao cũng là thép không rỉ. Bình thường là 200 đồng thì hôm nay chỉ còn có 64 đồng 99 cent. Tuần trước thì Macy sell cái bộ này xuống là 79 đồng nha. Ngoài ra thì hiện giờ Macy cũng đang sell một cái bộ nồi chảo T4 16 món. Bình thường là 220 đồng và hôm nay Macy họ cũng sell xuống là 79 đồng 99. Tuần trước thì Macy sell cái bộ này là 99 đồng. Và bộ T4 này tuy không nấu được ở nhiệt độ 500 độ F như cái bộ Emeril hồi nãy, nhưng nó lại có một cái điểm cộng là dùng cái công nghệ Thermosport, là công nghệ báo nhiệt độc đáo chuyển sang màu đỏ khi chảo được làm nóng trước đúng cách. Khi mà thức ăn được nấu ở một cái nhiệt độ đúng thì tất cả những cái dưỡng chất của thức ăn luôn luôn sẽ được bảo toàn tốt nhất. Một cái máy xay cầm tay của Arcook, bình thường cái máy này là 30, hôm nay chỉ còn có 11 đồng 99 cent, rất là tiện lợi. Máy xay cầm tay có hai tốc độ, lưỡi dao được làm bằng thép không rỉ. Một cái vỉ nướng làm bánh của silicon bình thường là đến 52 đồng và hôm nay cũng chỉ còn có 10 đồng 36 cent, sử dụng trong lò vi sóng, microwave, lò nướng, máy rửa chén đều an toàn. Một cái bộ súng massage Profit, bình thường nó là 75 đồng thì hôm nay chỉ còn 29 đồng 99 cent. Máy massage này có 6 cài đặt tốc độ, nó có thể quay từ 1.200 đến 3.200 vòng trong 1 phút để kích thích các cái cơ, làm cho các cái cơ của mình nó được thư giãn và máy hoạt động rất là mạnh mẽ. Máy rất nhẹ và dễ sử dụng, chỉ nặng có 2 pound. Máy có thể được sạc qua dây USB, qua điện thoại hoặc qua laptop và thời gian hoạt động lên đến 4 giờ sau mỗi lần sạc. Máy sẽ được bảo hành 12 tháng. Ra giường đó, rẻ nha. Để mình quay cho các bạn coi ha. Để mình coi cái bộ này hôm nay họ sale bao nhiêu đây nè. 60% off nè. Một cái bộ gồm có một tấm chăn, hai mặt và hai cái áo gối thì bình thường là 80, hôm nay chỉ còn có 19 đồng 99 tại Macy, có đủ các cái kích cỡ là cho twin, four hoặc là queen hoặc là king size đều cùng một giá. Một bộ 4 món gồm có 2 cái vali, một cái 26 inch, một cái 20 inch và 2 cái túi, một cái túi đeo bên lưng hoặc và một cái túi xách tay lên máy bay.
Một bộ 4 món này bình thường là 300 thì hôm nay chỉ có 97 đồng. À, những tuần trước thì cái bộ này là 109 đồng. Vỏ ngoài của vali được làm bằng hợp chất ABS, là một cái hợp độ dẻo và độ đàn hồi trở lại hình dáng ban đầu khi bị va đập, chống trầy xước, và bánh xe thì quay được 360 độ, mượt mà, dễ dàng ở mọi bề mặt. À, tay cầm có nút nhấn chắc chắn, bên trong được lót bằng lớp vải satin. Một bộ gồm có một cái vali và một cái ba lô, cả hai đều có chất liệu bên ngoài là vỏ cứng, chống được va đập và chống bẩn, bóng và có chất phản quang dễ tìm trong bóng tối. Ngoài ra thì bánh xe quay được di chuyển dễ dàng, tay cầm thì chắc chắn và có nút nhấn. Bình thường bộ này là 130 đồng nhưng tuần này chỉ còn có 44 đồng 99 sen cho hai món này. Một bộ body care gồm có sữa tắm dưỡng da và sữa tắm tẩy tế bào chết, gồm những cái hợp chất muối natri và nhiều chất khoáng, có cái miếng bọt tắm, khăn tắm và nhiều những cái sản phẩm khác. Bình thường thì cái bộ này là 165 đồng thì hôm nay Macy sale xuống chỉ còn 22 đồng. Một cái túi đi du lịch rất là tiện lợi là cái túi này có thể đựng được cái laptop ở một ngăn, và cái ngăn bên ngoài á, mình có thể đựng những cái đồ linh tinh, giấy tờ hoặc là son phấn. Đặc biệt cái túi này có hai cái, một là mình có thể xách tay, hay là mình có thể đeo qua vai. Túi được thiết kế rất là trang nhã, bên ngoài phía trước thì có khóa kéo dễ dàng và có các cái ngăn ở bên trong cũng rất khá là rộng lớn, có những cái lớp lót mềm để giữ cho laptop hoặc là iPad luôn ở một cái vị trí an toàn. Bên ngoài thì có nhiều không gian để đựng những cái đồ cần thiết khác. Hiệu Kenico này bình thường là 175 đồng, hôm nay chỉ còn có 51 đồng 99 sen tại Macy's. Cái áo khoác để đi ngủ bình thường 30 thì hôm nay chỉ còn có 10 đồng. Một cái máy hút bụi có dây 3 trong 1. Máy này có thể chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay trong vài giây thôi và lực hút lên đến 12.000 PA. Hoạt động đa bề mặt cho phép dễ dàng làm sạch nhiều loại bề mặt, từ sàn gạch cho đến sàn gỗ và cho đến thảm hoặc là trên vải. Bộ lọc HEPA và cái thùng rác có thể tháo rời để có thể làm sạch và tái sử dụng. Bình thường cái máy 3 trong 1 này là 67 đồng thì hôm nay chỉ còn có 25 đồng 99 tại Macy's. Một đôi giày Levi's sneaker của Men's bình thường là 50 thì hôm nay chỉ còn có 14 đồng 99 sen tại Macy's. Ít khi nào cái hiệu Levi's họ sale hàng. Đôi giày Aqua College sneaker của nữ bình thường là 130 đồng thì hôm nay sale xuống chỉ còn 25 đồng 96 sen. Và những cái giá sale này sẽ không có kéo dài lâu, chỉ kéo dài trong 5 ngày đến 7 ngày thôi. Những cái mặt hàng này rất là chất lượng, mang lâu ngày vẫn êm. Một cái máy nướng bánh mì của Black & Decker có 2 slide để bánh mì. Đặc biệt cái hộc nướng bánh mì rất là rộng và có một cái nút để mình nâng cái bánh mì lên cao và thấp để dễ lấy. Có 7 điều chỉnh và 7 cái cài đặt sẵn. Đặc biệt có cái chức năng nướng bánh mì đông lạnh từ tủ đông lấy ra mà không cần rã đông. Có cái khay để đựng bánh mì vụn và có thể kéo ra để mình chùi rửa. Máy được bảo hành 2 năm. Bình thường là 43 đồng thì hôm nay chỉ còn có 20 đồng 99 sen. Một cái tai nghe hiệu Bluestone. Bình thường là 80 thì hôm nay chỉ còn có 15 đồng 96 sen. Tai nghe này rất là thời trang, từ cái hộp cho đến cái thiết kế của cái tai nghe không dây. Nhìn rất là sang trọng và thanh nhã. Ngoài ra thì tai nghe không dây này đeo cả ngày vẫn không bị đau tay. Âm thanh thì chất lượng cao, không bị mất tín hiệu. Một cái loa không dây bình thường là 60, hiệu Brusto thì hôm nay chỉ còn 11 đồng 96 sen. Điểm đặc trưng của cái loa này đó là có phát ra những cái ánh sáng thay đổi liên tục, có hai chế độ sáng lợt và sáng đậm, thay đổi và phát sáng theo tiếng nhạc.
nhỏ gọn, dễ di chuyển và âm thanh nổi rất là hay. Một cái áo sơ mi của nam bình thường là 39 đồng 50 sen thì hôm nay chỉ còn có 9 đồng 86 sen. Một bộ pyjama của hiệu Gap bình thường là 80 thì hôm nay chỉ còn có 19 đồng 98 sen. Chất liệu những bộ pyjama của Gap hay là Macy's mình mặc vào bao giờ nó cũng thoáng, cũng mềm và mặc lâu nó không có sờn và cũng không có bay màu. Tiện đây mình cập nhật nhanh là hôm nay ở Macy's khi mình mua sắm về skincare mỹ phẩm thì mình mua Clinique 37 đồng trở lên mình sẽ được một túi gift trong đó có 7 cái món trị giá cũng hơn 100 đồng. Và nếu mình mua skincare của Shiseido thì từ 85 đồng trở lên mình sẽ được 2 món skincare. Quà tặng là một tiếp sữa rửa mặt và một cái hũ kem skincare của Shiseido. Để cạnh tranh với Macy đang có đợt sale lớn nhất thì MichaelKors.com hiện cũng đang giảm giá rất là nhiều túi hàng hiệu của mình. Từ 300-400 đồng chỉ còn có 60 cho đến 90 hoặc 120 đồng thôi nha. Ở đây có những cái vỉ nướng nè của Anofon rất là dày luôn mà. Nướng được ở nhiệt độ 450 độ F và bình thường là 43 đồng thì hôm nay chỉ còn có 29 đồng cho 3 cái khay nướng. Cái đây là non-stick nha, bảo đảm cho mình là không có bao giờ mà bị tróc ha. Và đây là bộ dao. Bây giờ mình scan coi nó bao nhiêu nha. Một bộ dao của Kishinas bình thường là 40, hôm nay chỉ còn 12 đồng 99. Tuần trước thì Macy sell bộ này xuống là 28 đồng. Và bộ dao này có cái tay cầm cong để mình sử dụng không có bị mỏi tay. Lưỡi dao thì là được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao và được bảo hành trọn đời của nhà sản xuất. Một bộ chén dĩa ceramic 42 món, bình thường là 130 đồng thì hôm nay chỉ còn 39 đồng 99 sen. Đây là loại chén dĩa ceramic cao, mình có thể dùng trong microwave hoặc là máy rửa chén mà không có sợ cái lớp men bóng bị phá hủy đi ở nhiệt độ cao trong microwave hoặc là trong máy rửa chén để mà ảnh hưởng đến sức khỏe ha. Một cái máy đánh thịt và làm bánh của Hamilton Beach. Ở đây là 4 quart, bình thường là 125 đồng thì hôm nay chỉ còn có 69 đồng 99 tại Macy. Máy này cái tô là bằng stainless steel 4 quart, có 7 tốc độ để điều chỉnh. Đầu máy thì có thể nghiêng về phía sau để có thể lấy tô ra và bỏ tô vào. Một cái bộ đồ vest của hiệu Nautica có rất là nhiều size và nhiều màu. Bình thường cái bộ đồ vest này là 395 đồng, hôm nay chỉ còn có 59 đồng 25 sen. Bây giờ mình thấy có bên này nó có một số những cái mặt hàng nhà bếp nè. Mà cái stainless steel ở Macy, những cái thau này nó rất là chắc mà nó rất là dày. Dày hơn mình mua ở trên Amazon nha. Cái này là một cái bộ này là 6 cái stainless steel mà có nắp luôn nha. Bình thường là 40, hôm nay có 24 đồng. Gỗ rửa rau, trái cây ha. Bình thường cái này là 12 đồng thì đây là 6 đồng 99. Còn ở đây là mấy cái thau stainless steel nè. Thì 6 đồng 99 mà còn có 4 đồng 98 nha. Ở đây mình thấy có cái đôi giày, đôi sandal rất là dễ thương nè các bạn coi nha. Bình thường nó là 59 đồng, hôm nay có 19 đồng ở cái khu backstage này ha. Mà có một cái đôi dép của XOXO nè. Bình thường là 50 đồng, mà nó chỉ còn có 14 đồng. Rất rất là nhiều kiểu đẹp ở trong này nha. Mình coi không hết luôn á. Calvin Klein nè, cũng có mười mấy đồng thôi và bình thường 80-90 ha. Rất là nhiều luôn. Một đôi sandal hiệu Nautica ở đây cũng bán chỉ có nửa giá thôi, là bình thường là 25 đồng thì hôm nay chỉ có 12 đồng 99.
Ngoài ra còn rất là nhiều mặt hàng khác nữa. Mình thấy ở trong Macy hôm nay tất cả những cái túi hàng hiệu đều giảm giá 40, 50 đến 60%. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.